Hello, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Lâm Bảo Châu. Và ngày hôm nay thì Châu đã có mặt tại núi Big Bear để thử cái trải nghiệm trượt tuyết với chơi tất cả các trò chơi ở trên này. Ngoài thì sẽ có ba người bạn đồng hành, đấy đó chính là anh Mai Trung Hậu, ca sĩ Mạnh Đồng. Đây là một con gấu Mạnh Đồng cao 1m9 đấy, với cả anh Hoàng lái xe đó. Điều đầu tiên khi đến đây thì các bạn phải đi thuê đồ, thì phải có đồ đặc biệt thì mới có thể chơi được tuyết. Giờ chúng mình sẽ xếp hàng để đi thuê đồ, đi mua vé để check in, để có thể vào chơi. Bởi vì sao phải thuê đồ? Bởi vì tuyết ở đây nó sẽ rất là lạnh và nó sẽ khiến cho mình bị bỏng da, nên mình phải có những cái đồ đặc trùng để có thể tránh những cái trường hợp mà bị bỏng. Chẳng hạn như là bạn chơi trượt tuyết thì phải có đồ để nó có thể đỡ được cơ thể của mình khỏi bị chấn thương. Trong cái một chân đúng không? Một bàn hả? Em muốn cái trượt một bàn. Okay. Chắc là có phải đầy đủ mấy cái bảo hộ cơ bản ấy. Giờ thì mình đang đi thuê cái trượt skate, tại vì thực ra thì bản thân mình cũng chưa trượt cái trượt tuyết này bao giờ cả, nhưng mà mình có biết trượt skateboard nên thành ra là khá là tự tin là có thể trượt được cái ván trượt tuyết này. Nhưng mà anh Hoàng, anh cũng bảo với mình rằng là cũng có rất nhiều người nói cái câu này, trượt được skateboard xong rồi lên trượt, nhưng mà thực ra là rất là khó, hai cái không liên quan đến nhau. Nhưng mà không, mình sẽ cố gắng thử xem. Rồi thì phải thuê dụng cụ này, mũ này, khuỷu tay, tất cả các thứ để cho nó an toàn. Không thì mình nghĩ là nếu mà trượt với vận tốc mà mình không kiểm soát được thì có thể gây ra chấn thương. Nên thôi, cứ bảo hộ an toàn trên hết. Yeah, sau một hồi thì mình cũng đã mua được cái vé với cả đồ thuê đồ. Wow, thuê đồ ở đây mắc thật đấy. Các bạn có biết là để thuê cái mũ bảo hiểm này, cái ván này, thuê có hai cái món đấy thôi mà đã tính 230 đồng rồi. Wow, còn đâu bây giờ thì mình sẽ vào để lấy đồ thuê. Đây là khu thuê đồ đó. Đây các bạn có thể nhìn thấy rất là nhiều giày, rất là nhiều ván sẽ có hết ở trong này. Đây là vé đi và đây là cái thẻ thuê này. Và giờ thì mình sẽ lấy ván trượt. Đang chờ lấy ván trượt. Đây là lần đầu tiên trải nghiệm thử xem. Ván trượt trông có vẻ cũng to phết đấy. Mũ này với giày này. Giày này rất là chắc chắn. Thế là dù có bị ngã như hay như nào cũng không bị trẹo chân đâu. Tại vì nó làm cái cổ rất là cứng nên khiến cho mình đó, đi cũng khá là khó khăn. Có một cái là mình thuê đồ thì mình lại không được thuê găng tay với cả mắt kính. Thế nên là găng tay với mắt kính mình sẽ phải đi mua riêng ở bên ngoài. Yeah, xong rồi thì mình cũng đã lấy được cái ván, cái mũ. Rồi thì let's go, trượt ván thôi. Hồi thì mình đã trở thành gấu Bắc Cực trên bản Việt Nam. Thực ra thì hôm nay mình thấy nó không lạnh lắm đến mức độ mà mình mặc full giáp, full body như thế này. Nhưng mà thôi, vì lần đầu tiên mà, nên là cứ đầy đủ mũ mão bảo hộ, đầy đủ tất cả mọi thứ cho nó an toàn nhất. Đến lần thứ hai thì có kinh nghiệm thì sẽ có thể chủ quan hơn. Nice. Bây giờ thì mình sẽ đi mua vé rồi sẽ lên trên kia. Let's go. Giờ thì mình đang đi mua vé. Chồng chỉnh lại mũ mão các thứ. Sau một hồi chỉnh thì cuối cùng mình cũng đã chỉnh được cái kính này lên trên cái mũ này. Rất là buồn cười bởi vì đằng sau cái mũ của mình nó lại không có cái mà như các bạn ý để đỡ được cái kính này. Trông cũng khá bảnh ấy. Tranh thủ bây giờ chụp cái hình. Đúng rồi, để mà mua cái vé lên trên cái đồi kia chơi ấy, thì khoảng độ 150 đồng một người nha.
Có 3 người chúng mình hết tầm 450. Bây giờ thì chụp cái hình xong rồi lên trên chơi thôi. Sự là hôm nay khá là nắng, các bạn có thể nhìn thấy trời này, nắng này. Thì mình cũng nghe mọi người kể là nếu chẳng may mà mình lên trên Big Ben mà nắng quá, trường hợp mà tuyết nó chảy ấy, thì ở đây nó sẽ có cái núi nhân tạo để phun tuyết hay sao ấy. Hôm nay thì rất là may mắn nhá, mình thì chưa chịu được lạnh, nên có lẽ là nếu mà tuyết rơi thì mình sẽ không chịu được cái lạnh mất. Thế nên hôm nay ở thời tiết như thế này đối với mình là khá là đẹp. Và nghe nói là bây giờ nắng như thế này thì tầm tối là bắt đầu tuyết rơi, tối là bắt đầu chuyển giao sang một mùa lạnh hơn. Đó, sẽ không còn ấm như thế này nữa. Mặc cái bộ này đi vài bước rồi đã thấy thở rồi. Giờ thì mình đang đi bộ để lên con dốc rồi trượt xuống. Khá là đông người đi trượt tuyết. Bộ môn này có vẻ khá là thú vị. Đây có lẽ là chỗ nghỉ ngơi này, chỗ nghỉ ngơi ăn uống. Mình sẽ đi qua cái cổng này. Cái cửa lúc nãy là mình sẽ được đi cái cáp treo rồi mình đi trên đồi cao mình trượt xuống, nhưng mà bạn nữ check in ở của đó có bảo với mình rằng là nếu mà the first time thì lần đầu của bạn thì bạn không nên trượt ở dốc bởi vì khá là nguy hiểm, bạn nên trượt ở level 1 ở đâu đấy quanh đây over there. Bây giờ thì chúng mình sẽ thử. Việc đầu tiên thử chính là làm thế nào để có thể đi được cái này. Thế rồi, nhưng mà tháo này kiểu gì nhỉ? What? Đi theo sữa quả. Ui mẹ ơi. Khá là tự tin là có thể trượt được cái ván trượt tuyết này. Ôi, khó thế nhỉ. Khó đấy. Không. Phải đó, nó phải đúng hướng. Đấy, xong như thế này chuẩn rồi. Thôi ngồi vậy nè. Thôi vậy nè anh Châu. Không, chân là thuận nào cho phía trước. Rồi, giờ thì xuống đây nhá. Wow. Sau 4 lần ra elite quần thì bây giờ mới phát hiện ra phương pháp, và chính là các bạn làm thế nào để đứng thật thẳng. Chỉ cần các bạn đứng thật thẳng là các bạn có thể giữ được thăng bằng. 1 Yay! Yay! Wait a minute! Woo! Khó thế, không đơn giản gì. Anh không cẩn thận nhé. Ok, đứng rồi, né cho Yeah.
À, rất là may là ngày xưa có học hip hop với cả trượt skateboard nên biết cách ngã. Cố làm thế nào để ngã đập lên xuống đất. Ít dùng tay chống, không được dùng tay chống. Nếu mà các bạn dùng tay chống các bạn sẽ bị gãy tay. Nên hạn chế nhá, thưa ai à. Thưa ai à. Nhưng mà thật ra cái tối sức quá. Thế này mình sẽ cố gắng. Tiếp tục đúng. Lên. Lên. Woo. Thôi rồi. Đây là lần thứ em này, ngã rồi. Ngã càng chậm nút quần xuống thôi. Không thì dễ như một kiểu. Thì mình sẽ cướp tay. Để chia từng loại dài dài. Quay trò đây. À, tiếp này. Wow. Rồi gì tiếp. Dài ngố. Rồi tiếp tục rồi. Tiếp tục hành trình. Lên dốc tiếp. Hẹn gặp các bạn ở dưới dốc. Wow. Sau một hồi thì bây giờ mình lại di chuyển. Lần này thì có vẻ mình đi được khá hơn một chút. Mình sẽ thử mạo hiểm lên trên cao. Lên trên cái đồi cao ở trên kia xem. Let's go. Yeah. Yeah, mình vừa đi qua cái cổng. Đấy, ra vé vào giờ thì mình sẽ lên trên zip line để đi ra đầu bên kia. Đấy, mới học được cái cách để chân như thế này thì có thể di chuyển được. Đi tàu cấp. Wow. Yeah. Ôi, đỡ mệt thật hẳn. Không, cứ lên trên kia đi bộ xuống chắc tôi cũng chết. Yeah. Wow, trông này. Views. Đã quá. Chắc là lần thứ hai mình comeback lại đây thì mình sẽ ok hơn. Mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn. Lần thứ nhất thì có vẻ khá là ngờ nghênh. Toàn là bỡ ngỡ không à. Wow, đẹp quá kỳ này. Hình như nó sang đổi bên kia hay sao ấy. Này nhìn này. Cái cáp này là người ta một đi, người ta không ngồi lại. Cái cáp này thế chứng tỏ là ở trên kia là cái đồi nó rất là cao. Xong rồi mình cứ thế mình trượt xuống. Wow, để trượt hết. Nhớ một điều là không được chống tay xuống mặt đất nha. Má ơi, ngồi cái này nó không có cái dây bảo hộ luôn này. Nhìn này. Không dây bảo hộ luôn. Bỗng dưng lên trên đoạn này là không có gió nữa. Không thấy gió thổi gì cả. Cuối cùng thì cũng đã đến được điểm cuối cùng của cái ngọn đồi. Và bây giờ thì mình sẽ từ trên đồi này trượt xuống. Wow, trên này đẹp quá trời ạ. Rất tiếc là hôm nay Hậu với Đồng không trượt cùng mình. Thế nên là chỉ có mỗi mình ở trên cái khung cảnh này. Đẹp quá, giá như ai đó chụp hình cho mình. Mình sẽ
cất điện thoại và sẽ trượt xuống. À, cùng trượt với mình nhá. Yeah. Đấy rồi, mình sẽ bắt đầu trượt xuống. Wow, đẹp quá. Con đường này khá là dài. Yeah. Sau một hồi đứng lên rồi ngã thì tổng cộng mình không biết là bà ngã bao nhiêu phát rồi. Từ cái đỉnh đồi kia xuống đây. Và bây giờ thì cuối cùng kết thúc cái buổi trượt tiếp này. Có lẽ là lần thứ hai mình sẽ có nhiều kinh nghiệm hơn để tránh khỏi những cái pha ngã dập đít quần như bây giờ. Chắc là tối nay về là thôi, tím hết cả đít thôi. Bây giờ chúng mình sẽ ra một địa điểm mới để chill thư giãn sau khi mà các bạn trượt tiếp xong. Ở chính là một cái hồ rất là chill ở Big Bear này. Nào, let's go. Oh my god, phong cách tàn tạ boy. Thì giờ thì mình sẽ đi trả đồ và đi chill ở một địa điểm khác. Nào, let's go. Yeah, và giờ thì đã kết thúc trải nghiệm lần đầu tiên trượt tuyết của mình ở núi Big Bear rồi. Ngoài học được thêm bộ môn mới thì cũng nhận được vô số cú ngã không êm ấm lắm. Nhưng cứ ngã là ta lại đứng dậy và học được nhiều hơn, đúng không các bạn? Giờ thì chúng mình sẽ đi nạp năng lượng và relax đây. Hẹn gặp lại các bạn cho những cuộc hành trình sắp tới nhá. Cảm ơn và hẹn gặp lại.